Đây là một lời cảnh báo bởi vì sau 10 phút tập luyện với video của ngày hôm nay thì các bạn sẽ cảm nhận rất là phê, rất là mệt và rất là săn chắc ở phần bụng của các bạn, đặc biệt là phần bụng dưới ha. Chúng ta đều biết rằng cơ bụng dưới là cái nơi mà cuối cùng để giúp cho cái phần bụng của chúng ta trở nên săn chắc, gọn hơn, đẹp hơn và tự tin hơn. Tuy nhiên chúng ta ngoài việc ăn uống thì không biết làm cách nào có thể tập cho phần bụng dưới hiệu quả. Thì với video của ngày hôm nay 10 phút chỉ focus, chỉ tập trung vào phần bụng dưới nha các bạn. Và chúng ta sẽ có 15 bài, mỗi bài chúng ta sẽ thực hiện tới 30 giây nha. Và sau đó các bạn sẽ có 10 giây để nghỉ và chuyển qua bài tiếp theo. Trước khi bắt đầu hãy nhớ đăng ký theo dõi nếu bạn chưa từng đăng ký nha các bạn. Ok, bây giờ hãy bắt đầu nào. Rồi, 10 phút, việc mở phần bụng dưới bắt đầu ha các bạn. Rồi, các bạn sẽ nằm xuống. Đầu tiên, hai chân các bạn đưa lên 90 độ ha. Tay đưa xuống, rồi hạ từng chân lên. Đưa lên, hạ xuống. Rồi, 30 giây bắt đầu các bạn. Hạ xuống, hít vào, lên, thở ra. Một kỹ thuật các bạn phải luôn chú ý, đó là cái phần lưng dưới của các bạn. Lúc nào cũng phải áp xuống mặt sàn hoặc mặt thảm nha các bạn. Ấn xuống, siết bụng vào. Hít thở ha. Đừng để bị võng. Đây là một bài rất là đơn giản để các bạn vừa khởi động, vừa warm up, làm nóng cái phần cơ bụng ha. Tiếp nè, 6, 5. Hít thở đều. Rồi, nghỉ 10 giây nha các bạn. Sau đó chúng ta sẽ làm khó hơn là hai chân của các bạn cùng đưa lên hạ xuống nha. Rồi, 3, 2, 1. Rồi, hạ xuống nè, đưa lên ha. Hít, thở. Lần này các bạn sẽ cảm nhận khó hơn rồi đúng không? Từ đây các bạn nhớ nha, lúc mà đưa xuống á, rất là dễ bị võng lưng á. Ấn xuống, giữ, hít thở, gồng bụng lại. Cố lên, cố lên. Cái này nó khó hơn đó các bạn. 15 bài sẽ từ dễ tới khó ha. Mình sẽ đang xem một số bài ở giữa để các bạn có thể vừa tập vừa nghỉ. Cố lên nè. Rồi, nghỉ 10 giây. Rồi, bài tiếp theo ha. Chúng ta sẽ là bài slow, mark climber, bài leo núi nhưng mà chậm thôi. Rồi từ đây, một chân đưa lên, hạ xuống, đổi bên. Hít thở đều ha các bạn. Làm từ từ chậm thôi, 30 giây. Các bạn có để ý là chân của các bạn đưa lên á, các bạn cảm nhận cái phần bụng dưới nè, co gập lại. Hít thở đều ha. Cố lên mọi người, chối đừng để mông để đưa lên cao ha. Giữ một đường thẳng vừa phải thôi. Rồi, 4, 3, 2, 1. Rồi, tiếp theo ha. Chúng ta sẽ thực hiện bài plank nha các bạn. Rồi, đây giúp cho các bạn nghỉ một xíu nè, nhưng mà vẫn khiến cho các bạn có thể tập phần bụng ha, cả bụng cả lưng luôn. Rồi, các bạn chú ý kiểm tra trong gương á, coi cái mông của các bạn đang để đâu. Đừng để quá cao hoặc quá thấp ha, giữ lại. Hít thở đều ha. Cố lên nào. Ba, hai, một. Rồi, nghỉ 10 giây nè. Từ đây nha, các bạn sẽ nằm xuống nè, crunch feet up, chân lên đây đúng không? Rồi đưa lên chạm, hạ xuống từ từ. Rồi tiếp tục. Lần này khó hơn là vừa bụng dưới mà vừa một tí bụng trên ha các bạn. Tiếp tục nè. Hít thở, hạ xuống từ từ nha. Lên giữ một giây, hạ xuống. Đó, căng cứng nè. Cố lên các bạn ơi. Hít thở đều. 7, 6, 5. Rồi, ok. Nghỉ 10 giây nè. Rồi tiếp theo của chúng ta ha. Rồi, bài flutter kick, hai chân duỗi thẳng. 3, 2, 1, rồi đá. 1, 2, 1, 2 nha các bạn. Cố lên áp cái lưng xuống nha các bạn. Cảm thấy mệt quá, co gối một tí thôi ha. Làm chậm vừa phải. Duỗi thẳng hoặc là co gối, tùy vào mọi người ha. Nhấc lên hạ xuống, áp cái lưng xuống. 5, 4, 3, 2, rồi, hạ xuống. Rồi, từ đây các bạn ngồi lên xíu ha, tay chống đằng sau nè, đưa chân, rồi thu vào, duỗi ra, ha. Rồi, 3, 2, 1, let's go,
hít thở, thu, duỗi. Oh wow, mỏi bụng chưa các bạn? Mình đang nóng lên rất là nhiều này. Các bạn cố lên, cố lên. Hít thở đều. 10 phút sẽ rất là nhanh qua thôi. Và giây cuối, thu đầu gối lại, rồi sau đó duỗi ra ha. 2, 1, cố gắng nhảy 10 giây. Rồi, và tiếp theo ha, các bạn không cần di chuyển, chỉ cần giữ thôi, nhưng mà rất là mệt ha. Rồi, từ đây nhấc vai lên, rồi giữ 30 giây nha các bạn. Áp cái lần xúc, nhấc vai lên. Rất là phê. Nếu mà các bạn cảm giác mỏi quá, co gối lại tí. Đặc biệt những các bạn mà đùi trước của các bạn chưa khỏe, co gối lại xíu ha. Hít thở đều, 10 giây cuối. Các bạn có thể duỗi chân thẳng ra. Cố lên, cố lên. 3, 2, 1. Rồi, nghỉ 10 giây. Đẩy mông lên, cho căng lại phần bụng dưới ha. Rồi, bài tiếp theo tiếp tục nè. Chúng ta sẽ đá chân ra, chéo vào nhau ha, trái phải. Cố lên, liên tục, hít thở. Một chân đá lên, hạ xuống. Bụng dưới đang hoạt động liên tục nè. Cố lên mọi người. Như mình nói á, mỏi quá, các bạn có thể co gối lại, đá qua trái, đá qua phải ha. Rồi, tiếp tục 10 giây cuối. Mỏi quá, cho bản thân mình nghỉ 2-3 giây, sau đó quay trở lại ha. Cố lên nè. Rồi, nghỉ 10 giây. Tiếp theo, chúng ta sẽ làm bài đạp xe ha các bạn. Vừa tập cái vòng dưới nè, vừa tập bụng chéo luôn nha. Rồi, xoay trái, phải, hít thở đều, duỗi chân thẳng, hoặc là hạ chân xuống ha. Trái, phải, cố lên nào. Mười lăm giây nữa. Chúng ta chỉ còn 5 bài nữa thôi. Mọi người ơi, tiếp tục theo với mình nha. 3, 2, 1. Rồi, ok. Cứng quá. Săn lại nè. Rồi, bài tiếp theo ha. Chúng ta sẽ thực hiện bài Matamber. Chạy nè, 30 giây thôi. Hít thở, bây giờ chúng ta sẽ chạy nhanh hơn. Chỉ còn khoảng 3-4 phút nữa là các bạn xong rồi. Cố gắng thúc đẩy bản thân mình. Một, hai, 10 giây cuối. Bài tiếp theo sẽ để cho các bạn nghỉ một xíu ha. Nhưng mà chúng ta sẽ nghỉ ở trong tư thế không di chuyển. Đây, mình để cho các bạn biết nè. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ plank ha. Trái, phải, bước chân trái, bước chân phải ha. Rồi, ok, bắt đầu nè. Hết. Keep going. Trái, phải, cố lên, cố lên, siết bụng lại. Nhìn như vậy chứ cơ bụng dưới của các bạn cũng đang hoạt động rất là nhiều ha. Đó là cơ bụng nằm ở phía trong, giúp cho các bạn có thể giữ thẳng được lưng nè, mông của các bạn. Mỏi quá hạ đầu gối xuống, nhấc lên lại ha. Thôi, 3, 2, 1. 3 bài cuối thôi mọi người ơi. Rồi, bài tiếp theo, leg circle nè các bạn. Duỗi chân hạ xuống, đưa lên. 30 giây bắt đầu. Các bạn cảm nhận phần bụng dưới như thế nào rồi? Cảm giác nó căng, nó rút không? Nếu mà nhớ mỏi quá, không sao hết, hạ chân xuống nghỉ ha. Còn ai theo được giới hiệp thì cứ theo nè. Cố lên hạ xuống, đánh ra bên ngoài, đưa lên trên, theo một vòng tròn đó các bạn. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi. Tiếp theo, đá chân lên nha. Rồi, thu lại nè, đẩy lên, hạ xuống từ từ. Hai bài cuối là khó nhất đấy các bạn. Cố lên, đây là một bài khó nè. Thu vô, đẩy lên. Các bạn không làm được á, không sao hết, chỉ cần đưa vô, hạ xuống. Đó, vậy thôi. Còn ai được theo giới hiệp đẩy. Chúng ta chỉ còn một bài nữa, 30 giây nữa thôi mọi người.
Hít thở. 4 3 2 Rồi, nghỉ 10 giây nha. 10 giây nghỉ thật là quý giá đó mọi người. Rồi, bài tiếp theo ha, Jack Knife. Rồi, cả chân cả tay cùng gập vô nha mọi mọi người. 3, 2, 1, lên, gập, hạ xuống giữ, lên, gập. 30 giây cuối rồi. Nếu mà bạn cảm thấy khó như mình nói, các bạn lưu ý ha, tập bụng mà khó, co đầu gối lại, chạm đất, đưa lên, hạ xuống ha. Rồi, còn 15 giây cuối. Hãy cố gắng theo mình tới cùng nè. Áp lưng xuống, thở, lên, hít, thở, cố gắng. 5, 4, 3, 2, 1. Yeah. Chúc mừng mọi người vừa mới hoàn thành xong 10 phút tập bụng ha. Đặc biệt là cái phần bụng dưới. Các bạn cảm nhận sao? Rồi thử coi. Nè, rất là cứng nè. Rất tốt các bạn. Các bạn có thể lưu video này lại ha, và tập luyện mỗi ngày cũng được luôn. Các bạn sẽ cảm nhận được cái phần bụng dưới của các bạn cứng cáp ha. Không chỉ đốt năng lượng mà giúp cho cái phần cơ này nè, nó săn chắc lại, thu gọn lại ha các bạn. Ok, các bạn đừng quên bình luận qua phía dưới cho mình cảm nhận của các bạn về bài tập của ngày hôm nay ha. Nếu mà có bất kỳ thắc mắc gì cứ để lại bình luận, mình sẽ trả lời rất là nhanh ha các bạn. Ok, đừng quên theo dõi, đăng ký kênh của mình và chờ đợi video vào thứ năm tuần sau nha. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.